An Giang là tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ, một phần của An Giang nằm trong tứ giác Long Xuyên. Đến với nơi đây, ta không thể quên lâm viên núi Cấm, nơi có chùa Phật lớn lâu đời, có tượng Phật Di Lặc được sách kỷ lục Việt Nam công nhận lớn nhất cả nước. Chợ nổi Long Xuyên, nơi hàng trăm ghe thuyền tụ tập lại để buôn bán hàng hóa nông sản. An Giang còn nổi tiếng với rừng tràm Trà Sư, là điểm du lịch sinh thái rộng trên 700 hectare nằm giữa lòng tứ giác Long Xuyên. Đặc biệt, thị xã Châu Đốc với nhiều danh lam thắng cảnh như Miếu Bà Chúa Xứ, Lăng Thoại Ngọc Hầu là những danh thắng nổi tiếng gắn liền với tên người, tên đất An Giang.